năm 1900, Đức Thánh Cha Leo XIII đã tuyên bố: các ngài là đội hùng binh thuộc mọi giai cấp xã hội, đã can trường chấp nhận chịu mọi cực hình, không kém các vị tử đạo thời sơ khai. Giáo hội tại Việt Nam vừa nhận hạt giống đức tin vào năm 1544 đã bị những cuộc cấm đạo đẫm máu bóp nghẹt suốt 3 thế kỷ. Thánh Phêrô Dumoulin Boricao sinh năm 1808 tại nước Pháp. Cha làm nghề xay lúa, mẹ coi sóc nội trợ. Ngày 21 tháng 11 năm 1830, thầy thụ phong linh mục. Bề trên đã xin tòa thánh chuẩn cho thầy được thụ phong linh mục sớm vì chưa đủ tuổi, nhưng đã học xong thần học và được lệnh đi truyền giáo tại Viễn Đông. Năm 1838, vua Minh Mạng ra lệnh truy lùng bắt tất cả các đạo trưởng. Cha không thể ở nơi nào được đến vài giờ mà phải di chuyển liên tục. Cha xuống thuyền nhỏ chèo ra khơi, đợi cuộc lùng bắt lắng dịu thì trở vào. Nhưng rồi trời bỗng trở gió, giông tố kéo lên, dồn thuyền của cha táp vào bờ. Cha nghĩ rằng đây là dấu Chúa muốn cha ở lại. Cha bỏ thuyền lên đất liền. Đội lính nọc cha ra, đóng cọc trói chân tay lại, để bên dưới cằm và dưới bụng hai viên gạch, rồi đội lính thay nhau đánh đủ 50 roi. Máu vọt ra. Giữa lúc hoàn cảnh khó khăn này, tòa thánh bổ nhiệm cha Boricao làm giám mục miền Tây Bắc Việt với hiệu tòa Acante ngay trong nhà tù. Từ trong lao tù, cha thư về cho hội thừa sai Paris những dòng thư này: trong tâm hồn tôi vẫn luôn ôm hoài bão được đổ máu ra để đền tội lỗi bản thân. Đeo trên cổ một chiếc gông nặng 12 kg, nhưng tôi cam đoan là sẽ không bao giờ đổi cái gông này để lấy một triều thiên nào dù quý báu nhất ở trần gian này. Trong thư gửi cho mẹ, cha viết: nghe tin trảm quyết này, theo bản tính tự nhiên sẽ than khóc, nhưng phải nhìn lên tượng Chúa mà trấn an mình. Đó là tin con mong ước sắp được đổ máu mình ra để làm chứng đạo Chúa mà con giao giảng. Thanh gươm hay đoạn dây thừng sẽ là khí cụ kết liễu đời con, nhưng con không sợ hãi, trái lại con sẽ là người hạnh phúc nhất đời vì được đổ máu ra để đền tội chính mình và làm chứng cho đạo Thánh Chúa. Cha Andre Dũng sinh khoảng năm 1795 tại tỉnh Bắc Ninh. Cha mẹ không có đạo. Cha Lạc bị bắt lại ngày 10 tháng 11 năm 1839. Ông Lý Pháp không biết cha Lạc nên có nhiều người giục ngài trốn đi. Nhưng ngài nói: phó mặc cho ý Thiên Chúa, tôi bị bắt vì Chúa Giêsu Kitô, vua cấm đạo và Đức Chúa Trời định cho tôi phải bắt. Tôi không sợ gì, trái lại vui nữa là khác. Trong thư cha gửi cho Đức cha Jean-Té có viết: ngày 17, quan đã giao nộp chúng con cho quan án để truyền lệnh bắt chúng con bước qua ảnh thánh giá. Vì chúng con tử khước nên 5-6 anh lính sắn lại khiêng chúng con qua. Phần con cho chân lên rất cao và nói với họ: hãy chặt bớt chân ta đi, ta rất bằng lòng, chứ đừng hòng trông ta chối đạo. Ngày hôm sau, bản châu phê án được mang về tới Hà Nội. Cha Dũng vui mừng hát thánh ca theo chân Lý Hình ra khỏi thành. Tới nơi, ngài quỳ cầu nguyện, ngước mắt lên trời và nghiêng cổ ra cho Lý Hình chém. Nhiều người làm chứng là đã nhìn thấy một con chim trắng to lớn hơn chim bồ câu bay lượn trên gác ngài lúc hành quyết. Lệnh quan vừa dứt, đầu cha Dũng cũng rơi xuống đất. Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh, cũng gọi là Năm Quỳnh, sinh năm 1768 tại làng Mỹ Hương, Quảng Bình, là con cháu 15 đời của đệ nhất công thần Nguyễn Trãi 1380-1442. Ngài sống nghề buôn bán và nghề làm thuốc. Ngài chữa người bệnh để giúp người nghèo khó, cho thuốc miễn phí, lại còn giúp đỡ thêm tiền bạc. Thế vậy vợ con than phiền thì ngài nói: tôi chưa thấy ai giúp đỡ cho những người nghèo đói mà Chúa lại để cho họ phải túng thiếu. Chúa cho chúng ta sống, tất nhiên Chúa đã quan phòng cho chúng ta. Tháng 6 năm 1838, vua Minh Mạng ra lệnh bắt đạo rất gay gắt. Ngài bị giam và cũng nhiều lần bị tra tấn chung, nhưng luôn kiên cường chịu mọi đau đớn. Nhiều lần các quan muốn tha ngài vì biết ngài là một lương y cao tay.
đã có những lần chính ngài đã chữa bệnh cho các quan, nên các quan trọng nể và khuyên ngài: "Này ông Năng Quỳnh, ông bước qua ảnh tượng một lần thôi thì chúng tôi sẽ cho ông về ngay với vợ con." Ngài vui vẻ trả lời: "Cảm ơn các quan. Các quan tha thì tôi về, còn việc bước qua ảnh tượng thì có phải chết cũng không bao giờ từ chối Chúa. Dầu chỉ một lần thì dứt khoát cũng không bao giờ tôi bước lên ảnh tượng Chúa tôi. Xin các quan cho bản án được chết cho Chúa, chứ nhất định sẽ không bao giờ chối Chúa." Vua Minh Mạng đã phê chuẩn bản án ngày 12 tháng 6 năm 1840. Người con cả của ông là Ngôn được tin vội vào nhà tù. Ông vui mừng bỏ cả ăn sáng nói với con: "Bố vui mừng tạ ơn Chúa, bố mong đợi tin này đã lâu. Nay được rồi thì còn thiết gì của ăn dưới thế nữa." Ngày 10 tháng 7 năm 1840, quan giám sát tỉnh Quảng Bình cùng với 100 quân lính dẫn ông An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh ra pháp trường Đồng Hới. Việc làm đời sống